Xin chào anh em nhá. Đây là chậu HO này. Đấy. Mập béo khủng rồi. Bằng ngón tay luôn này. Tổng thân mẹ này là 16-17 cm nhá. Nhìn chưa đo. Thế mà tầm 16-17 cm. Nguồn gốc này lên được 3 cm rồi. To khỏe nha, dễ xanh đét này, vẫn còn hai mắt ngủ nữa dưới đấy, còn hai mắt nữa này, hai mắt nữa một gốc nữa là mình không tác động đấy. Con này mà làm lái cho anh em